Dạ em xin chào cô chú anh chị và bạn. Hôm nay anh giới thiệu cái phụ kiện nồi Full Neo, Full 2, Full X đối với cái bộ nhôm hú cô chú anh chị chưa hú. Thì đây em bán là những cái sản phẩm chính hãng Honda đang xài nha cô chú anh chị. Thì FCC là cung cấp cho Honda của mình đó. Thì hôm nay em giới thiệu cho cô chú anh chị cái bộ nhôm hú cô chú anh chị chưa hú. Thì mình làm cái phương án như thế này. Đây nè, một cái phương án như thế này nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mua cho mình cái vành chuông. Cái vành chuông như cái gì, mình cắt cái vành chuông ra cho cô chú anh chị xem cái đó. Đây, vành chuông chính hãng nha cô chú anh chị. Rồi về mình xả ba con đinh tán kia, ai cũng làm được cái đó. Rồi mình tán cái vành chuông vô. Đây đồ chính hãng á, nó khớp từng chi tiết nha cô chú anh chị. Độ sai số hầu như không có luôn á, rất là thấp, cực thấp. Đây là cái vành chuông chính hãng. Thì mình soi cho cô chú anh chị là vành chuông người ta bỏ theo là đinh tán chính hãng sẫm nha cô chú anh chị. Rất là khó tìm được ba cái cân đinh tán này, hầu như là thường ta đóng lại đinh tán màu trắng á, thép non nha cô chú. Đây nè, vành chuông chính hãng, chất liệu thép rất là xịn nha cô chú, và có cái mã bắn laser trên cái thân chuông gì mới là hàng chính hãng nè. Bắn laser mảnh mà nhìn rất là khó nha cô chú, rất là mảnh á, rất là nhỏ. Và cái mã nè, cái mã chính hãng là E9 nè, G nè, 01 nè. Đó, rồi ngày tháng đóng lên, đóng cái mã, viết rồi cái chi tiết nhỏ nhặt người ta đóng mã luôn. Rồi tiếp tục, đối với Full Neo, Full 2, Full X là bố càng dài nha cô chị, càng dài. Thì cô chú anh chị thấy mà khi mình giao cái chi gì lúc nào cũng có cái hình đen đen là do cái cọng thun người ta buộc nè. Nhiều khi cọng thun mà buộc mạnh quá nó cũng mẻ bố cô chú anh chị. Đây nè, rất là đẹp. Ba cục bố là có ba cao su hết rồi nha. Có ba cao su hết rồi nè, ba cao su. Thì vì cao su này nhiều khi nó vướng vướng rồi chứ anh chị lấy khừ khừ cái này ra nè, cái lỗi sắt nhiều khi kẹt nha. Đó anh chị nhỏ như con thỏ thôi. Thì mình cho cô chú anh chị xem bố chính hãng là như thế nào. Mình cho cô chú anh chị xem. Phôi là phôi không có chữ là K, cô chú anh chị đang nhầm. Với những cái chiếc quay rim thì có chữ là K nha. Nhiều cô chú anh chị nghe mình nói rằng là K ha. Cái thằng neo với là thằng neo thằng mập là không có chữ là K. Và cái bụng không có sơn nè. Cái bụng này nè, không có sơn, bụng là bụng trắng. Không sơn, cô chú anh chị thấy rất là đẹp. Thì mình bán là những cái sản phẩm nào chính hãng mình nói chính hãng nha cô chú anh chị, còn Trung Quốc mình nói thẳng vô cô chú anh chị là mình đang bán hàng Trung Quốc luôn. Đó, giống như SWM là công ty Trung Quốc gia công vậy thôi. Đây, rất là đẹp nha cô chú anh chị, đây nè. Rồi tiếp tục là ba cục cao su mình đã cho theo và ba cái lò xo. Thì ba cái lò xo này á, lâu lâu mới có hàng lại nha cô chú anh chị. Và ba cái lò xo này nhiều cô chú anh chị không có biết á, mỗi lần nhiều khi gãy lò xo lụm cái lò xo không có đúng, mà lụm một cái càng chết, mà lụm ba cái là càng chết luôn. Cái lò xo này nè, lực kéo về á, kéo về của càng bố là 9 kg, đối dưới Full Neo, Full 2, Full X nó phù hợp với cái càng búa như thế này nè. Cái ký, cái ký là ký lực đó. Rồi tiếp theo á, là cái bố, bố neo là bố không có chân sắt như cái gì, mình cắt ra cho cô chú anh chị xem luôn. Bố neo nha. Bố Full Neo, Full 2, Full X thì bố này rất là đẹp nha cô chú. Mình bán một cô chú gì cầm trên tay mà gắn vô mà chê đi đâu nữa. Rất là chuẩn. Và các kênh lớn, các anh em lớn người ta đang làm như thế này hết á. Cô chú anh chị để ý. Đây. Đây là lá bố nha cô chị, lá bố chính hãng là như thế này nè. Một cái bao nó đựng gồm có 5 cái lá như thế này. Thì mình có cái lá mẫu ở ngoài rồi nè. Lá mẫu chính hãng nè. Đó, lá mẫu chính hãng. Đây mình cho cô chú anh chị soi lá chính hãng. Mình cảm nhận được là những cái đầu này nè cô chú anh chị, nhìn á vẫn có cái phay phay xước xước ở trên cái đầu, nhìn kỹ mới thấy nha. Nó thì khác quay rim tí xíu nhưng mà nhìn kỹ thì vẫn có mà có chỗ có chỗ không đó. Mà nói chung là cô chú anh chị về cầm cái này trên tay nè là nhìn không có chê vào đâu được nha cô chú. Cầm cái bộ bố nè, bộ này mình cái ba lá nha cô chú anh chị, cái bộ này là nó đầy đủ nè, cái bộ mình live stream này nó thiếu nha. Đầy đủ nguyên đai nguyên kiện. Đó. 4 là 4. Rồi, tiếp tục. Mình cũng nói sơ mình cầm cho cô chú anh chị xem đồ chính hãng nè. Đây là lá của Ad nè, cô chú anh chị thấy. Thấy là ghiền chết đi được, mình bán đồ chính hãng là cô chú anh chị nhìn nè. Đó, rất là tuyệt. Rồi tiếp tục mình cắt cái lá thép.
Và lá thép đa số của chị chị mua lá thép non, và một số anh em lại càng thích là mua lá thép nhám non vô nó phá cực lẹ nha cô chị, rồi cái tấm thép nó nhanh mòn. Thép non á là thép nhám á, còn đối với quỳ ếch và mười á là lá thép người ta chấm bi, hoặc là ẹt người ta là lá chấm bi để nuôi nhớt thôi chứ không phải là nhám đâu. Nè cô chú anh chị thấy cái này thì mình không cắt ra nha cô chị, cái này cắt ra dễ xếp á. Nhìn cái lá thép nè, chất từng cái chi tiết nha cô chú anh chị nè. Thì cái lá chính hãng là cái thép người ta có tính toán tới cái độ chống trượt bố và bảo vệ bố nó lâu mòn nha cô chị. Hai bề khác nhau thì khi lắp á mình quay cái bề nào theo một chiều thôi, ví dụ quay đời này theo một chiều nha cô chị, thường thì bề phẳng ra ngoài, bề con đưa vô trong, một bên con bên phẳng nè, cái gì nhìn thấy. Rồi tiếp tục là 6 cái lò xo, cô chú gì có thể mua hoặc không mua. 6 cái lò xo này không biết bao nhiêu tiền đây. 6 cái lò xo là 6 lò xo là chỉ có 80 ngàn thôi nha cô chú gì. Đây rồi mình sẽ báo giá sơ sơ bộ cho cô chú gì nè, không ghi ra để nhớ nè. Đây cái vành chuông nè, cái vành chuông là 95.000 nè, giá bán lẻ. Còn ai mua theo thùng thì cái giá khác nha cô chú gì. Theo thùng là một thùng nó 21 cái 90.000 nè, bố gồm cao su đồ sẵn nè là 270.000, bố dài nha cô chú, cao su đồ theo nè. Rồi cái bộ lá bố chính hãng là 200.000 nè, còn lá thép là 80.000 nè. Đó, còn cái này là 80.000 nha cô chú. Còn ba cái này là 35.000 nè, 35.000 ba cái. Cái này mình bán vui chơi kèm đơn nha cô chú, không có bán lẻ nha. Đó, 35.000 ba cái, 19 hãng nữa. Mua rất là khó, không phải là cái giá trị là mắc rẻ chỗ này, nhưng mà cái giá trị là đi mua lúc có lúc không, mua không có nha cô chú anh chị. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị.